Ủa, mấy bạn nào ở đây làm có làm mạch máu và phải làm hết chứ. Lên đây, lên luôn. Bạn nào ở bệnh viện này lên đây hết. Mấy bạn bệnh viện này lên đây. Rồi làm cảnh coi. Rồi cái thứ nhất là bạn làm cái này là không đúng tư thế. Làm cảnh làm sao? Ủa, bạn nào xuống? Bạn nào làm ngồi vô. Rồi. Rồi, tôi sẽ bắt bẻ từng cái một nha. Cái này là bắt bẻ để học nha. Rồi. Rồi, đúng rồi. Tay tôi rất là dài cho nên nhiều khi là tôi ngồi trên giường tôi làm luôn á. Hiểu không? Sao tôi hay nói ngược lắm. Đó, đúng rồi đó. Nghiêng nữa đi cô. Nghiêng nữa, đúng rồi. Đó, đúng kiểu rồi đó. Rồi. Bây giờ định vị động mạch cảnh là trên lát cắt ngang, đúng rồi. Đây nè, cái này là mình cái điếp nè. Cái điếp nè, ok ha. Rồi. Cái thứ nhất là cái điếp mình phải cho mình phải thấy rõ cái động mạch cảnh đúng không? Cái thứ hai là cái focus nhấn xuống cái hả? À, đó. Thì cái này nó hơi đại nhẹ vòn một chút thì mình lấy cái này đi ha. Rồi, cái focus đó. Cái gan. Rồi ok, cái gan. Và bây giờ đầu tiên á, khi mình làm á là trên lá cắt ngang á là mình luôn luôn để cái động mạch cảnh ở giữa cái màn hình, giữa là hai cái bên này nè, nó nằm ngay giữa đây, đúng không? Rồi. Mình sẽ đi từ gốc đến ngọn, mình lùi lại ở gốc đi, lùi lại ở gốc đi em. Lùi lại ở từ gốc. Không, tức là em đặt ở giữa cổ nè. Đó, cho nó vô giữa màn hình. Đó mà em lùi lại gốc, em cho nó lên giữa, nó lên nữa đi. Rồi, đi lên ha. Ok, rồi lên đến hành cảnh luôn đi. Lên đến hành cảnh luôn, lên nữa. Ê, cái ca này khó đấy nha, hành cảnh lên tít ở trên á. Nè, lên tút ở trên á, bắt đầu mấy em này nó cho cục xương cho anh em mình gặm đây ha. Rồi cái mình đi xuống lại đi. Rồi xong rồi cái mình xoay, mình để cái đúng rồi, giữa màn hình xong mình xoay dọc lại, đúng không? Mình xoay dọc lại thì cái này mình sẽ coi. Thì mình để ý cái ca này á là cái mạng bữa sơ nó nằm ở thành gần chứ không nằm ở thành xa. Đồng ý không? Thấy cái mạng bữa sơ nằm thành gần chưa? Đấy nè. Đó, bạn cứ làm đi. Đó, nó nằm ở thành gần hơn nó thành xa. Rồi. Thế bây giờ theo bạn thì bạn làm sao để thấy được cái mạng bữa sơ thành gần? Cho cái gan, nhưng mà gan nó không giải quyết được vấn đề. Bây giờ tốt nhất là em cho màu vô, tại vì màu á là nó sẽ, em cho lát cắt dọc lại đi, tắt lên lát cắt dọc. À, rồi bây giờ cho lát cắt dọc. À, đây nè, cái mạng bữa sơ như thế này á, nếu mà mình không có màu mình khó nhận biết lắm. Mình cho màu vô mình thấy rõ không? Thấy chưa? Rồi như vậy là mình nên dùng màu. Để vâng, đó, thấy chưa? Để cái mạng bữa sơ hồi kém nè, cho màu vô rõ liền. Rất là thành gần, ok ha. Rồi. Còn có cách nào khác để thấy cái đó mà không cần đến màu không? Dạ, bạn cắt ngang lại đi. Rồi, để tôi chỉ cho một cái cách nữa. Tức là bạn lấy cái tĩnh mạch cổ trong này làm cái cửa sổ âm, bạn cắt. Như vậy thì bạn phải chuyển lát cắt dọc đi. Thì bạn làm sao? Bạn lấy cái tĩnh mạch cổ trong làm cửa sổ âm thì cái lát cắt ngang nó sẽ hướng dẫn bạn làm. Bạn để đâu dò vậy, bạn không làm được. Đây nè, bạn phải cắt cái đầu dò nó xéo lát cắt ngang lại đi. Hướng dẫn cho bạn phải cắt cái lát cắt nó xéo như này nè, bạn sẽ thấy được. Đúng rồi, bạn làm đó. Rồi bây giờ xoay vuông góc lại. Thì bạn sẽ thấy cái tĩnh mạch nhẹ thôi, tại vì cái tĩnh mạch nó rất là dễ bị xẹp. Đó, thì đó là cái cách để mình có thể nhìn rõ cái thành gần. À, thôi được rồi, bỏ qua cái đó đi ha. Rồi cái đó phải có kỹ năng nha, bạn làm quen thì bạn sẽ làm được. Rồi, bây giờ bạn coi như vậy thì đa phần là nó hẹp ở tại gốc của cạnh trong. Thì bạn coi cái cạnh trong có hẹp không? Cái ca này khó, tại vì cái hành cảnh nó lên cao quá. Rồi thì mình cố gắng mình làm thì con có thấy được hay không?
À, đúng rồi. Cái vấn đề là mấy bạn sau này phải tự làm, cho nên tôi sẽ cố gắng không can thiệp nhiều. Bạn làm đi rồi tôi sẽ làm sau ha. Cứ làm đi rồi. Cái hộp màu là phải chỉnh lại ha, mình steer. Ok, tốt rồi ha. Rồi. Cái ở trên á là cái dòng của tĩnh mạch cổ trong. Đó là dòng của tĩnh mạch cổ trong. Ở dưới á, là với cái dòng của tắt cái đó đi. Ở dưới với là cái động mạch cạnh chung. Nhưng mà cạnh 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 trong. Nhưng mà các anh chị nên nhớ rằng là khi mà nó xa đó là cái độ nhạy màu nó sẽ kém đi. Không có nghĩa là nó tắt đâu, mà do nó xa đầu dò quá cái độ nhạy màu nó không có. Thì làm sao nếu mà nó xa như vậy thì làm sao bạn thấy được nó? Không. Bạn cố gắng bạn tiếp cận theo cái hướng càng bên càng tốt, bạn nghiêng nữa cho bệnh nhân nghiêng qua bên. Đó, đó, đúng rồi. Rồi. Bạn đúng rồi, mình thậm chí mình cho nó như này luôn, hiểu không? Rồi mình tăng cái díp lên đi, giảm bớt cái độ sâu đi. Cái độ sâu này nó bệnh để sâu quá bạn coi không có tốt đâu. Nữa nữa, không, ngược lại, ngược lại, ngược lại, ngược lại, ngược lại, ngược lại nữa, ngược lại nữa, nữa 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 đi, nữa đi. Rồi bạn xoay lại coi, bạn xoay. Thôi được rồi, bạn làm như vậy đi, tí nữa tôi sẽ điều khiển cho. Bây giờ bạn làm đụng mà đốt sống đi, bây giờ tôi để cho bạn làm hết cái hôn đốt sống bên này nè, đốt sống bên này, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, bạn này là có kỹ thuật cho ngựa lên là coi đốt sống. Ừ. Đúng rồi, lấy chuẩn là cái cạnh trong. À, cái này á khi chuyển qua bạn để ý cái thang tốc độ màu này nó cao này, nó sẽ không có nhạy màu rồi nè. Để cái động mạch đốt sống cái vận tốc nó thấp hơn, cho nên mình giảm cái scale xuống. Giảm cái scale xuống rồi rồi tăng cái gain màu lên. Đã bắt đầu thấy rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa là cái góc angle đó mình đừng để nó nghiêng quá, nghiêng quá nó cũng không có nhạy đâu. Đó, bạn cho nó hơi đứng lên nó sẽ nhạy hơn nha, tại vì góc nó lớn hơn, nó nhạy màu hơn. Để đó, đó là những cái kỹ năng nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bạn để ý thì bạn sẽ đó. Như vậy là cái thanh này nó trùng với trục dòng chảy nè, đúng không? Ok, mà như vậy cái phổ này á là nó quá thấp không được, bạn phải giảm cái scale xuống. Giảm cái scale xuống, cái phổ này nó càng cao mình đo nó càng chính xác. Giảm nữa, giảm nữa, đúng rồi, giảm nó càng cao thì đo càng chính xác nha. Rồi nó lệch ra ngoài thì nó không chính xác. Rồi khoan, bây giờ khi đó là khi mình cho cái sung vô là bạn phải chỉnh làm sao cái thanh nó trùng với trục dòng chảy nha. Cho cái sung vô đi. Rồi rồi cho nó trùng chưa, ví dụ như giả định nó chưa có trùng thì mình điều chỉnh cái nút nào? Bạn angle như vậy á, bạn xoay cái đó là nó không có trúng đâu. Bạn thấy cái góc này, bạn xoay nữa đi, bạn xoay nữa đi, bạn xoay nó là 50 mấy độ, đúng không? Mà thường á là tôi lấy cái góc 60 độ thôi, thì bạn không có xoay cái nút angle mà bạn xoay cái nút steer. Và bạn nhấn một lần nữa đi cho nó 60 độ đi, bạn nhấn 60 độ đây đó, 60 độ. Rồi ví dụ như bây giờ nó chưa có trùng thì bạn xoay cái steer coi. Đó, bạn hiểu không? Bạn dùng cái nút steer để bạn chỉnh cho nó trùng, hiểu chưa? Chứ không dùng cái angle. Angle là bạn sẽ không lấy cái nút xa, không lấy cái góc 60 mà nhiều khi nó 60 mấy là nó sai. Hiểu chưa? Bạn dùng cái nút steer nó mới đúng. Rồi. Rồi, rồi bây giờ bạn coi bên kia luôn đi. Rồi rồi tôi sẽ làm cho bạn. Rồi.
Thì anh đi từ gốc lên nha. Rồi đúng rồi, tí nào mình làm luôn tuyến giáp đi. Nhưng mà bây giờ mình giải quyết cái vụ động mạch cảnh trước đi ha. Cái này nó có mạng vữa sơ ở thành xa thì mình nhìn rất rõ đúng không? Cái này không phải là Takayasu đúng không? Cái này là mạng vữa sơ. Như vậy là mình nhìn vô mình biết là hẹp dưới 50% rồi, không cần phải đo thấy không? Rồi, chỉ cần lại ghi cái hình. Nhưng mà thông thường là mình sẽ đo cái bề dày, cái chỗ dày nhất á, để mình tả trong cái đó để theo dõi bằng cái chỗ dày nhất đó. Rồi. Ừ, bạn đo theo cái đường kính hả? ICST theo 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 cái châu Âu cái gì đó thôi. Châu Âu là bạn phải thực hiện nó cắt ngang á, nó cắt ngang coi cái chỗ hẹp nó như thế nào thì bạn đo. Thì trên này nó có cả cái diện tích và cả cái đường kính, nhưng mà khuyến cáo các anh chị là mình đo theo cái đường kính thôi, không có đo theo diện tích ha. Thì nếu trắng đen không rõ là mình phải cho màu vô nha, để cho nó rõ là mình đo đó, nó phân định cái động mạch. Và khi cho màu mình nhớ là đừng có ghen nhiều quá nó sẽ lem màu, thì lúc đó cái diện tích nó mình đo không chính xác đó. Tốt nhất là mình giảm gen xuống rồi mình tăng gen lên từ từ thì nó sẽ không có bị lem đó. Như vậy là tương đối ha. Rồi cái mình lăn ngược cái trắc bô để coi cái lòng mạch nó nhỏ nhất, lăn ngược cái trắc bô lòng nhỏ nhỏ nhất đó. Thì nó hơi khó là trong cái trường hợp mà có màu á thì tâm trương thường là nó không có màu, cho nên mình chọn lăn ngược lúc mà nó gần hết màu thì mình ngưng. Máy nó tự động nó sẽ chọn cái nhỏ là cái chỗ hẹp và cái lớn là cái bình thường. À, đó. Thì ICST cái độ hẹp nó cao lắm so với cái nát sét ha. Ok, như vậy thì tạm tạm như vậy đi. Rồi bây giờ mình coi cái cảnh trong của bệnh nhân này được không? Nhỏ nhỏ thôi đúng không, nhưng mà nhìn như này, tại vì thực ra nếu mà bạn làm quen rồi á, trên cái lát cắt ngang mạch máu mình đi từ dưới lên trên là mình hình dung hết được vấn đề đúng không. Là nhiều khi là mình nếu mà tôi làm cho người quen, tôi quét từ dưới lên trên nhiều khi không cần đến màu nữa là mình nói được có vấn đề gì không rồi. Đó, nếu mà trường hợp mà nó sâu quá thì lúc đó mình có thể dùng đồ dò convex được đúng không, khi nó vô sâu quá. Thì cái nhiều nhất là người già, nhiều khi cái động mạch cảnh trong nó uốn lượn á, thì lúc đó mình dùng cái convex sướng lắm, nó sẽ thấy rõ được cái có cái panoramic này mình coi. Rồi mình làm luôn cái động mạch đốt sống đi nha. Rồi đó, mình thấy đây là cái thân sống này đó. À, mình chỉnh đầu dò một chút là thấy được cái động mạch, đây là móng ngang nè thấy chưa. Nhưng mà lúc nãy giờ tôi chưa thấy, tôi để ý là mình chưa có thấy làm đến gốc của nó nha. Bây giờ mình đi đến gốc của nó thử coi. Đến gốc đây, đến gốc này làm sao mà bộc lộ được cái gốc. Cái V3 không cần thiết lắm đâu, bạn chỉ làm rõ cái V2 và cái gốc là ok rồi ha. Cái V3 thì nó mình cho vô cái phần nội sọ không cần thiết lắm đâu. Coi cái ngoài này là cái gì đây, khả năng đây là động mạch dưới đòn nè ha, động mạch dưới đòn nè đó đó. Rồi bạn biết không, ở trên máy này nó có một cái nút mà bạn chưa xài, đó là cái trapezoid á, hoặc là cái gọi là virtual convex á. Đây nè, trapezoid là đằng này nè đó, bạn hình dung không, nó mở rộng cái trường nhìn ra thấy chưa. Mình tăng cái gen lên một chút em, tăng gen trắng đen lên một chút đó đó, bạn thấy nó khá hơn không, khá hơn ha. À. Rồi cái mình cho tí cooler vô em đó, thấy chưa, thấy không, thấy không. Rồi nhưng mà vấn đề là mình coi gốc nó có hẹp có tắc gì hay không, mình giảm cái scale xuống, scale màu xuống cho nó nhạy màu lên đó, mình giảm đó thấy không, thấy đẹp hơn không. Ồ, ok ha, mình giảm cái scale xuống này nó sẽ nhạy màu hơn đó. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi, cho cái đó vô. Ok. Ờ được rồi được. Em cứ để anh bạn nó đi, em để bạn đi. Nhớ ừ, để mà em bật đi.
dừng lại cho nó đo tự động được được nhiêu. Máy bây giờ hầu như nó đo tự động hết nha. Cái phổ mình nó càng đẹp thì nó đo tự động càng chính xác. Ok, dừng lại đi. Đó, nó đo tương đối chính xác đó. Thế giờ mình sẽ có cái đây nè. Mấy cái thông số mình sẽ có cái gì? Cái pitch. Pitch to lead là 91, NDR to lead là khoảng 18. RI là 0.81. Như vậy là RI nó tương đối cao. Thì đối với động mạch đốt sống là nó cao là bình thường ha. Nhiều cái nó càng nhỏ thì nó càng cao, không sao hết nha. Rồi, thôi bây giờ để tôi làm cho nha. Cầm này đi. Rồi, bây giờ nằm chút cô. Mượn cô. Rồi, cái vấn đề là mai mốt là các bạn làm chứ tôi không có làm ha. Thành ra là tôi hướng dẫn đầu tiên là mình làm trên trắng đen trước. À, trắng đen thì đúng rồi, đây là cái probe marker nè, ở cái chỗ này nè, tương ứng với bên này. Mình có giấy không? Được rồi. Cái thứ nhất á là khi mình làm á là mình để cái mạch máu nó giữa màn hình. Cái thứ hai á là mình không có để nó sâu, nó ấy quá. Tôi là luôn luôn như thế này. Rồi cái tôi chỉnh cái focus xuống. Đúng rồi, focus. Ok, như này ha. Rồi, mình sẽ đi như thế này. Mình luôn luôn để nó giữa cái đầu giò. Mình đi xuống. Ok, như vậy là dưới đây là động mạch. Đây nè, dưới đây là cái động mạch dưới đòn. Đây là cái động mạch cạnh chung. Mình đi lên. Là mình thấy cái mạng bữa sơ ở thành trước có phía sau nó cũng dày một chút. Rồi đi lên nữa. Rồi đi lên. Đến đây là nó chia đôi ra. Thì cái gì thấy là cạnh trong thường ở phía ngoài. Và cạnh ngoài nó thường ở phía trong. Cạnh trong nó bự hơn, cạnh ngoài nó nhỏ hơn. Đúng không? Mình chung là như vậy. Xong mình tăng cái dip lên chút để mình coi cái cạnh trong. Cái cạnh trong thì các bạn thấy rằng là tôi sẽ đi ra phía ngoài, đầu dò ra phía ngoài luôn. Để tôi bộc lộ nó. Cái này khó đó. Rồi, bây giờ mình cho tí màu vô. Màu đó. Đó. Đây. Cái này là mình sẽ thấy cái thành xa của nó hơi dài một chút, thành gần đây mình cho cái màu vô có thấy gì không? Rồi tí màu vô thì mình đúng rồi, khoan cái scale này là ok rồi, mình tăng cái gain màu lên. Rồi cái thứ hai nữa, cái steer đâu, mình cho nó đứng lên một chút. Rồi mình tăng cái gain màu lên hết cỡ rồi. À, bây giờ mình sẽ dùng cái đầu dò nhà này. Đúng rồi, cho đi. Mình tắt màu đi. Mình từ cái trắng đen trước. Thì cái này thì mình sẽ chỉnh từng cái một nha. Thứ nhất là mình chỉnh cái đít nè. Này hết cỡ rồi, hết cỡ là 6 thôi. Có cái nó được 4. Rồi cái thứ hai là mình cho cái focus lên đó. Rồi, cái thứ ba là cái tần số đầu dò mình chỉnh được không? Cái này tăng hết cỡ là 5. Tăng tần số đầu dò này hết cỡ ha. Rồi bây giờ mình xoay dọc. Đó, mình đưa lên đây. Đó, thì như vậy thì lúc nãy mình hình dung nè. Đâu rồi? Đây là cái cạnh chung nè. Đây là cạnh trong nè, cạnh ngoài nè. Đó, rồi mình xoay dọc nè. Cái này chắc chắn là màu này nó sẽ nhảy hơn rất là nhiều. Còn thấy là không có. Rồi, giờ mình sẽ tăng cái scale lên một chút. Tăng cái scale lên một chút. Okay.
cái ca này là rất là cơ, ca này khó, ca này khó, nhưng mà cái này mình sẽ làm được mà đâu có sơ cho cái bây giờ giảm bớt cái cửa sổ xuống, cái giảm bớt cái cho cái angle kéo cái nữa rồi. Cái này đối với cái đầu giò này mình không có chỉnh cái ấy được, mình sẽ chỉnh cái angle cho nó nhỏ bớt được thì được. Cái này mình sẽ dùng đối với đầu giò này thì mình không lấy góc 360, hiểu không? Mình chỉnh theo cái kiểu này rồi cho nó chạy, chọn cái này hả, là nhắn được rồi. Ok, bộ này ok bình thường nha mấy. Đó mình về nên mình biết là cái fit nó cỡ chừng 80, cái an nó cỡ chừng 40, đúng không? Đó vậy là ok nha. Thì tức là đối với những trường hợp này mình coi nó có hẹp hay không thì như này là ok rồi. Tức là nó mình nếu mình thấy màng vữa sơ thì cuối cùng mình sẽ kết luận nó là hẹp nhẹ thôi, nó có màng vữa sơ nó gây hẹp nhẹ thôi chứ không có nhiều. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái chủ đề mà cái động mạch đốt sống. Cái động mạch đốt sống do không có thời gian cho nên tôi không có bày mấy em đo cái lưu lượng, cái lưu lượng tuần hoàn não sau, nhưng mà trong thực hành thì hướng dẫn mấy em luôn nha. Mấy em biết cái lưu lượng tuần hoàn não sau không? Tức là mình sẽ đo lưu lượng của động mạch đốt sống bên phải, rồi mình cộng đo lưu lượng động mạch đốt sống bên trái, mình cộng lại, đúng không? Bình thường nó khoảng chừng 200 ml trở lên. Nếu mà nó dưới 100 là mình chẩn đoán suy cái tuần hoàn não sau, bệnh nhân hay chóng mặt. Thì cái đó thì tôi sẽ hướng dẫn em làm luôn trong cái động mạch đốt sống này. Như vậy là đây là động mạch, đây là động mạch cảnh chung đúng không? Mình xoay ra như thế này. Rồi cái mình có hai cách để đo coi cái động mạch đốt sống. Cái cách thứ nhất á là mình dựng cái đầu giò đứng vậy. Đây nè. Cách thứ nhất á là mình dựng đứng cái đầu giò lại, cái mình sẽ thấy động mạch đốt sống. Đồng ý không? Cái thứ hai là mình trượt cái đầu giò, đây là trượt này, trượt này, trượt ra sau, trượt ra sau mình cũng thấy được cái động mạch đốt sống đó. Thì thông thường á này tôi hay làm cái kiểu dựng đứng như vậy nào thấy không? Rồi như vậy đây là V2 gì, rồi cái mình kéo ngược cái đầu giò về gốc đâu rồi đó, mình kéo ngược về đầu giò về gốc. Cái quan trọng bạn phải thấy được cái gốc đây nè, cái gốc là bạn thấy nó uốn lượn đến đây không? Đây, đây nè. Đến đây cái mình chưa thấy, không thấy rõ thì mình cho cái trapezoid vô, nó mở rộng cái trường nhìn ra một chút. Rồi rồi cái mình cho tí màu vô nha, cho tí màu vô. À, thì cái động mạch đốt sống là cái thằng này đây đó, nó ra đây nè đó, rồi nó đi qua ngón ngang. Thì như vậy này mình sẽ dừng lại cái chỗ này đi, cái trapezoid mình không ấy thì mình không xài. Thì cái động mạch đốt sống là cái thằng tiên là đó, là cái thằng mình đốt sống lần này nè đó, rồi mình sẽ lớp na sung ngay vị trí đó, cho cái này vô. Thì bây giờ mình chỉnh cái steer nè chứ không chỉnh angle nha, nó đang góc lúc này 60 độ nè, bây giờ chỉnh cái steer này nè. Rồi như vậy thì cái này là tương đối nè đó, dừng này đó, rồi. Đây là đồng hồ đốt sống. Như vậy thì luôn luôn mình phải lấy ngay gốc này, mình coi cái pit nó bao nhiêu, đo cái auto auto nó là cái pit nó là 75 ha. Rồi cái mình đo ở cái V2 nữa, đúng không? V2 là ngay cái đoạn này. V2 mà nó không có hẹp thì cũng không cần đánh màu đâu, nhưng mà tốt nhất thì mình cứ kiểm tra lại bằng màu. Cái màu như này chưa trúng đúng không? Mình tia lại cho nó trúng nè. Đó, mình đừng có làm hồng màu nó bự quá. Hồng màu nó càng bự thì nó càng không chính xác, nó càng chậm. Rồi đó. À, mình giảm bớt cái scale xuống. À. Đó, ok, đồng mạch đốt sống thì giảm bớt scale xuống, ok rồi đó. Rồi cái mình cho cái thằng này vô, rồi cái này vô cái mình tia nè, ok vậy ha. Rồi cái mình cho nó chạy. À, cái này bao nhiêu, cái này 40 mấy,
nó 4 hơn 47 48 so với kia là tính cái ratio. Nhưng mà nếu mà nói hẹp á là mình phải thấy được cái mạng vữa sơ tại gốc, mình thấy nó hẹp, dòng chảy nó hẹp rõ ràng nha. Rồi bây giờ để đo cái lưu lượng tuần hoàn não sau á thì người ta quy ước, ví dụ như người ta quy ước là mình đo ở V2 chứ không đo ở V1 nha. Rồi đây là tôi làm để tôi đo cái lưu lượng tuần hoàn não sau cho mấy em xem. Đây ha. Rồi, tôi cho cái phụ kết xuống. Rồi. Đó. À, rồi, bây giờ mình cho cái màu vô. Quá đẹp lắm. À, cái trắng đen nó phải thiệt đẹp thì mình đo nó mới chính xác. Thành ra mình cố gắng làm trắng đen cho nó chuẩn. Tăng trắng đen này chút. Cái chỗ mình dự kiến đo à, là V2. Mình đo V2. Mình đo chỗ này nè ha. Bây giờ đầu tiên mình cái lòng mạch này nó không hẹp nên tôi bỏ luôn cái màu này, tôi đo trên trắng đen này. Thì cái thứ nhất á là mình phải chỉnh cái này trùng với trục dòng chảy, ok ha. Cái thứ hai á là mình phải mở cái cửa sổ nó bao trùm cái lòng dòng chảy nha, cái này bắt buộc đó nha. Cái cửa sổ nó phải bao trùm cái trục dòng chảy rồi bắt đầu mình để cho nó khổ tăng cái này lên. Tắt 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 cho to đi, chưa có đẹp. Mình trở lại cái trắng đen rồi cho cái sông vô rồi cao rồi giảm cái scale xuống. Ok rồi dừng lại. Rồi bây giờ mình không có vội gì đó, bây giờ mình đo. Mình ở đây có cái theamin không? Mình đo cái theamin không? À, đó theamin đúng không? Đúng rồi, nó tự hết chứ mình không có đo gì hết. Đó, rồi ha. Ra theamin. Rồi không? À, sau khi đó nó nhảy ra cái này nè, thì cái này nó gọi là bán tự động nha. Yeah. Sau khi mình quay vậy cái mình xét cái nào, xét cái này à, đó cái mình đo cái đường kính này thôi, nhớ nha, đo cái đường kính dòng chảy cái rồi nó cho luôn mình cái lưu lượng đó là 58 ml thuốc. Như vậy là cái này bên phải mình làm tương tự bên trái. Như vậy thì cái lưu ý là gì? Thứ nhất mình lấy gốc nó ra 60 độ. Thứ hai, cái thanh nó trùng với trục dòng chảy. Cái thứ ba là cái cửa sổ mình mở bao trùm cái dòng chảy. Nha. Thì sau đó mình chọn như này thì nó sẽ hiện lên cái cơ sở. Cái mình chỉ đo cái duy nhất thôi là cái đường kính dòng chảy. Thì máy nó sẽ cho biết cái lưu lượng. Thì cái này là mình phải có máy hết. Thì mình đo như vậy là hai bên cộng lại á, là nó phải thông thường khoảng chừng 200 ml. Còn nếu mà hai cái bên cộng lại mà nó dưới 100 thì nó là nó gọi là suy tuần hoàn não sau. Vậy nha. Không không, nó không có gì là suy nhí. Nó không có là suy. Bây giờ mình làm bên trái luôn nha. Bây giờ cái ca này ta mình sẽ làm luôn cái lưu lượng dòng chảy bên trái. Cái này là mình phải đo trên lá cắt dọc nè, không có đo ngang được. À. Đó, bên này nó bự hơn nè nè. Cái mạch máu này nó bự hơn nè. Thì cái này ngay ngược về gốc trước nè. Ngược về gốc, cái này thấy nó uống lượng ở gốc kinh khủng không? Bây giờ, uống lượng ở gốc kinh khủng không? Bây giờ mình đo cái chỗ V1 đầu tiên là coi cái dòng chảy
nó hơi có đen một chút. Giảm bớt cái đen ngòm, tăng cái scale lên. Rồi, phải chừng ha. Rồi bây giờ mình cũng sẽ Cái thế này này. đang dùng cho bé nhóm Tắt ngay, tắt ngay. Mình cho nó hơi đứng nha. Rồi mình giảm bớt cái scale nó vừa thôi. Bây giờ mình cho cái nó xuống. Ngày này thì cái này mình phải giảm cái nó nhỏ nhất có thể nha, cho ngay cái dòng chảy như này. Nó tối ưu hóa kiểu bây giờ nó khổ, nó ghê quá, bây giờ cho nó bình thường đi, trắng đen lại đi, cho tiếp màu vô đó. Thì giống như cái chỗ này nó không được khổ lắm ha, đừng có ra vấn đề này ok. Cái scale giảm cái baseline rồi bây giờ cho cái fit nó bao nhiêu không, cái này nó nhỏ mình đừng có đo đường kính, mình đo nó sai á. Bây giờ cái fit đó đo tự động cái cổ nó đi, cái fit nó là 100 đúng không, mình nhớ cái fit nó 100 nha. Rồi mình qua cái V2 của đây là V2 nè. Ok ha. V2 chỗ này đẹp nè. Nhưng chỗ này nó rộng hơn. Nè, rồi bây giờ mình cho màu của cái V2 này nè. Đúng không? Rồi. Chỉnh ngược là đúng rồi. Mình tăng cái color nó lên một chút. Ok. Cái này. Rồi cái mình tia nó. Ok ha. Bây giờ nếu mà đo dòng chảy thì mình để như này ok. Mình cứ đo dòng chảy trước đi. Đo tốc dòng chảy chứ. Rồi, như vậy là bệnh nhân này có hẹp đó mấy em. Thấy chưa? Bây giờ mình giảm cái scale xuống. Giảm cái scale xuống. Cái pit này nó rất là thấp nha. Nó thấp hơn hẳn so với cái kia đó. Thấy chưa? Như vậy là kia nó có hẹp đó. Tức là mình nhìn ở trên trắng đen với màu là mình thấy trắng đen thì nó không có rõ ở đâu, trên màu mình thấy nó có cái chỗ đó. Mình đo cái fit nó rồi đo cái fit này là nó có vấn đề, thấy chưa? Mình tính cái ratio nếu mà nó trên 2 thì nó hẹp trên 50%, mà nó trên 4 là hẹp trên 70%, thấy chưa? Rồi đó, cái đó là chỉ số rất là hay, nó không có phụ thuộc vào cung lực tim, cho nên cái đó tôi rất là hay xài, cái này chẩn đoán được rồi đó, đúng không? Rồi bây giờ vậy đó là mình chẩn đoán hẹp, còn đo lưu lượng á thì lúc này mình đo bên kia rồi. Bây giờ đo lưu lượng bên này thì mình lấy ngay cái V2 này đúng không? V2 này rồi. Đó, rồi. Trắng đen đẹp thì xung vào màu nó mới đẹp. Bây giờ màu, ok ha. Đó, thì cái chỗ này dòng chảy nó không có hẹp đúng không? Và thôi mình tắt màu đi, mình đo cho nó mạnh mẽ. Mình cho cái xung vào đây. Rồi cái này trùng rồi đúng không? Mình mở cái ghét lên. Mình mở cái ghét lên. Ok, như này là ok. Xong rồi mình cho nó chạy. Tắt đi, tắt đi. Đẹp rồi ha. Ok ha. Rồi, bây giờ mình đo đi em. Đo cái tức là bạn chọn cái clip rồi bạn chọn cái đi flow. Rồi cái là mình chọn hai cái hả? Em chọn dùng đi. Hai cái ok ha, chọn đúng rồi. Rồi cái tự nhiên nó ra cái cơ sở này đó, cơ sở này cái mình đo cái dòng chảy đây. Đo cái đường kính dòng chảy, cái này nó gọi là đo bán tự động đây nè, nó ra là 70 78. Như vậy là bên phải cộng bên trái là nó trên trăm đúng không? Đó, nhưng mà vấn đề là thực tế là bệnh nhân là rồi cái chuyện hẹp nó cũng
sau đó mình theo dõi bằng này. Tại cái những chóng mặt là đa phần của tuần hoàn ở sau, nhưng về của cái trước rối loạn tiền đình rồi về cái chóng mặt là của cái tuần hoàn não sau, đồng ý không? Rồi bây giờ như vậy thì mình chưa có làm động mạch cảnh của bệnh nhân này, bây giờ mình trở lại cái động mạch cảnh coi. Như vậy thì nhắc lại nha, cái động mạch đốt sống thì bạn có hai cách, bạn để cái động mạch cảnh chung này nè, rồi bạn dựng cái đầu nhỏ đứng dậy, bạn thấy là cái động mạch đốt sống đúng không? Cách thứ hai á là bạn để cái động mạch cảnh chung này, rồi bạn trượt cái đầu nhỏ ra sau. Thì cái cách thứ hai nó khó làm hơn cách thứ nhất. Thì cách thứ nhất đó, đây nè, đó bạn cũng thấy được động mạch đốt sống nè, thấy chưa? Nhưng mà cái cách mà tôi hay làm là mình cứ để này dựng đầu nhỏ dễ thấy hơn nha. Rồi bây giờ đến cái động mạch này, mình trở lại cái động mạch cảnh chung. Thì mình đi như này, mình đi lên cái chỗ này, cái cảnh chung chỗ này nó hơi dày này, thấy chưa? Nếu mình đo hẹp là mình đo trên lát cắt ngang này, đúng không? Rồi cái mình đi lên nữa, mấy bạn đưa cái mẹo chân sổ lên này ha, đồng ý không? Mấy bạn cho mẹo chân sổ quá rồi. Trên nó cắt dọc ra. Bạn thấy rằng là cái ca này á, là mình dùng cái đầu dò con mắt mình sẽ thấy đẹp hơn nè. Cái cạnh ngoài á, là nó uống được nên đây là cạnh chung nè, đây là tôi sẽ tăng cái đen này lên một chút, giảm cái dynamic xuống một chút. Đó, thì bạn thấy là cái hình cảnh nè, cái cạnh trong này nè, nó có tí nè, đúng rồi, nhưng mà chỗ này nè nó uống được nè, bạn thấy nó gập góc phải không? Bây giờ cho tí màu vô, bạn thấy gì không? Đó, bạn thấy không? Ấn tượng không? Cái màu này rất là nhạy để mình làm nè. Nhưng mà cái này nó cũng bị một tí mà bữa sơ thôi, đúng ý không? Không có nhiều. Rồi bây giờ như vậy thì cái bạn nên đo ở chỗ nào? Thì tôi khuyên bạn là nên đo ở cái vị trí thành mạch nó song song, nó chính xác nha. Ở chỗ này nó có bị hẹp nhẹ thôi, bây giờ đo thằng này cho cái xương vô đi. Xương vô thì tôi khuyến cáo là bạn xài ở vị trí này, mình giảm bớt cái vết xuống. Rồi, nhưng mà cái thanh này là nó không có chính xác đúng không? Mình steer cái thằng này, nhưng mà steer thằng này nó không ấy. Thì trong trường hợp này á, thì bạn sẽ chỉnh cái angle. Tức là nó phải nhỏ hơn 60 độ. Thành ra rằng là tôi dạy các bạn nói là đó, cho nó chạy. Mình tăng cái scale lên. Ok. Thằng tóc không có cao lắm các bạn. Bạn nhìn cái thước nó 60 rồi. Bây giờ nó nói là 60 là cái đó là khi mạch máu nó song song. Còn khi mạch máu mà nó chạy vuông góc cái kiểu này thì bạn dùng 60 không có được đâu. Bạn phải dùng theo cái nguyên lý rất đen là nhỏ hơn 60. Và cái quan trọng nhất là cái thanh nó phải trùng với trục vận chảy. Bây giờ cho nên là đừng có học máy móc là 60 rồi cái nào cũng 60 hết. Có trường hợp bạn phải xài như này. Rồi. Cái này bạn thử dùng đầu dò convex thôi. Nó sẽ rất là đẹp. Các bạn có thử rồi đúng không? Rồi. Thì như vậy là bệnh nhân này... Mình qua cái tuyến giáp luôn nha. Có bệnh nhân là... Rồi bây giờ mình qua tuyến giáp luôn. Bạn nào làm giáp? Bạn nào làm giáp? Chưa xong cô. Còn kiểm tra cái tuyến giáp nữa. Bạn nào làm giáp? Bạn nào vô làm giáp coi. Không sao. Mày có biết bệnh nhân mình không? Có hai bệnh nhân. Đó là... Giáp nha. Đầu tiên tuyến giáp là mình phải chỉnh qua cái mốt tuyến giáp, đồng ý không? Đó là tuyến giáp rồi đó, tuyến giáp rồi. Cái độ sâu thì mình nên cho nó đúng rồi. Đó, mình coi rất là rõ, tăng lên chút, tăng cái độ sâu lên chút. Đó, như đó, mình sẽ chọn về tuyến giáp. Thì thông thường á là cái lát cắt ngang nó sẽ hướng dẫn mình hết, mình sẽ coi cái eo giáp rồi không, mình coi từng bên một em. Đó, mình đi về gốc. Thì có những cái tổn thương nhiều khi nó nằm ở dưới á,
bạn không phải thấy, nếu mà bạn không thấy hết thì bạn phải chúc cái đầu dò xuống để coi nó hết, ok ha. Rồi không có tổn thương gì, cái từ từ mình cắt ngang lại, rồi cái mình từ từ mình đi lên trên, đi lên trên, đi lên trên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên, đi lên hết luôn, bên phải bình thường, thấy chưa? Lát cắt ngang thôi, bạn quét từ trên xuống, rồi thì đó, rồi bây giờ qua bên trái đó, rồi mình đi lên nè, đây là cái thực quản, lên 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 lên, đây có cái nhân thoái hóa này này đúng không, rồi đi lên nữa, rồi hết. Rồi bây giờ mình xoay lát cắt dọc mỗi bên ha, mình coi lát cắt dọc mỗi bên. Rồi, coi bên phải có gì không? Đây, nó có cái nhân thấy nó nàng chút xíu đây đúng không? Rồi. Rồi, cái này lành tính ha, chắc chắn là lành tính. Rồi. À, qua bên trái coi thấy gì không? Này rồi, có một cái kinh nghiệm đó, các bạn lưu ý là khi mà bạn thấy nó hồi âm rất kém, mà bạn giữa hồi âm rất kém và echo trống á, thì bạn để ý cái đường bờ tổn thương. Nếu mà nó đường bờ rất là đều đặn, rất là tròn hoặc là bầu dục thì thông thường nó là nang, còn không á là nó hồi âm kém cỡ nào, nó đen cỡ nào mà cái đường bờ nó không đều thì coi chừng nó là nốt ác tính. Cái thứ hai nữa, nếu mà mình có vi mạch mình cho vô thì nó mới chắc chắn, thấy không? Là nếu mà những cái nốt mà có tưới máu thì nó là của cái nó đặc, còn không tưới máu thì là của, còn không thì mình dùng cái đàn hồi mình coi cái sọn PGA ha. Tăng âm sau không có giá trị. Nhiều cái ví dụ như tôi nói với em, những cái hạch đó bạn thấy nó đen thui, hạch nó đen thui tưới máu và mầm, tăng âm phía sau rất là dữ. Ra cái tăng âm phía sau nó cũng có giá trị nhiều nha. Đó, còn cái này á là nhiều khi nó có sao ảnh do đốp lên màu đó, nhiều khi bạn thấy có cảm giác như tưới máu mà thực ra nó không phải, còn cái này nó không có tưới máu luôn ha. Ok, cái này là nốt thoái hóa nang thôi ha. Okay. Rồi cái nữa là bạn đừng quên là mình phải coi cái hạch cổ đúng không, hạch cổ thì bạn coi trên lát cắt dọc hay lát cắt ngang. Lát cắt ngang là để mình phân biệt, tại vì mình đang thấy đó, cái tự nhiên cái nó mất là cái đó là hạch đúng không, hạch mà có rúng là hạch là hiền hay hạch không hiền, là hạch bình thường đúng không, hạch mà có rúng là hạch bình thường. Ok, em mình thử làm lại cái động mạch đốt sống bên đó, đốt dây sung V1 V2 á, bởi vì lâu lâu mới có bệnh mà đúng không, làm thử coi, cố gắng làm V1 nha, cứ từ từ làm, mình cái nguyên tắc là vậy, nhưng mà không không, tại vì động mạch đốt sống phải cộng với trái nó ra cái động mạch thân nền, đúng ra là mình phải đo cái thân nền, nhưng mà thân nền nằm sâu quá cho nên mình lấy bên phải cộng bên trái là ra cái lưu lượng đúng không? Đó, lưu lượng là vậy đó. Để... không không, nó lên cuối cùng nó ra cái thân nền, thì cái thân nền nó chia nó gom hết lại từ cái thân nền nó ấy mà, thành ra là bạn chỉ cần một một giảm bớt cái màu, giảm bớt cái scale màu xuống đúng không, đó cố gắng mình bộc lộ được, mình dựa vào màu để cố gắng mình tìm cái chỗ nào mình nghe nó hẹp nhất á, mình cho cái nó thay xung vào đó. Đó đó đó, cái khúc đó đó em, đó đó đúng rồi, đó đó đúng rồi, đó đúng đó đó,
chơi cho nó. Đúng rồi. Đó. Đó, mình thấy nó lên nó cả trăm, thấy chưa? Đồng ý không? Đó, nhìn thấy tương đối là mình biết rồi, nó cả trăm phần trăm vậy đó. Rồi ok rồi đó. Thì bạn ghi cái hình lại, à, rồi sau đó cái mình qua cái V2 mình làm. Đó, cái này V2, thấy không? Mình thấy cái bên phải bên trái nó chênh lệch nhau cái đồng mặt đốt sống không? Bên trái là nhỏ hơn hẳn, bên này bên phải thấy chưa? Bên kia bên phải. Còn bên trái là nó lớn hơn hẳn. Đó. Rồi mình cái steer này, cái steer chỉnh cái gas nên là cái đó là bật đo luôn cái lưu lượng đó. Đúng rồi. À, nếu mà trường hợp mà mình chỉnh cái ghế này mà nó không có trùng lắm thì mình dùng gón ngón chân, biết gón ngón chân không? Đúng rồi, để cho nó trùng, hiểu không? Đúng rồi, giảm bớt cái scale xuống. Giảm thì cái phổ nó cao hơn thì mình đo chính xác hơn, đúng không? Rồi rồi đo đi, đẹp rồi đó. Ừ, cái này có đấy nha, rồi mình làm mấy lần nó đều ok hết cái 100, cái này có ba mấy thôi, nó là trên hai như vậy là nó là hẹp trên 50%, đúng không? Ừ. Tự động nó hiện rõ, đo cái đường kính dòng chảy nha. À, đó cái đường kính dòng chảy đó, nó sẽ cho mình cái rồi tự động nó ra cái đó vuông góc đó. Đó, nó sẽ cho ra cái lưu lượng, thấy không? Có máy là để lưu lượng ml, có máy để lít, đúng không? Mình tính ra ml thôi. Mẹ Như vậy em là nó vậy đó, nhưng thực tế là một người làm mà đo hai lần thì cũng lệch nhau. Ừ, nếu mà bạn cầu toàn quá, bạn đòi giống nhau thì bạn ở giá thì bạn không có chọc nữa, thấy không? À. Là đó, cuộc sống nó tương đối thôi. Tôi là cái người cực kỳ cầu toàn nhưng mà tôi phải chấp nhận là nó tương đối hết, đúng không? Chứ không lẽ vợ đâu rồi. Cái cách mà lái cái hộp màu nó tùy theo cái đoạn mình cần coi. Bạn này cần coi cái đoạn bên này thì bạn vẽ hộp màu như vậy là ok, còn coi cái đoạn bên này thì mình cũng ngược lại, biết rồi phải không? Đó, mà tùy theo cái đoạn cần coi đang lưu lượng với gì nữa. Thôi được rồi, tuần hoàn đảo sau là mình làm cái bên trái. À, em đang làm cái bên phải hả? Ừ, đó đó, em đo V2 đây, lưu lượng là mình đo V2 hả? Ừ. Đúng rồi. À, khi mà phổ nó không tốt, tức là cái tay bị rời khỏi cái vị trí rồi, thì mình lại trở lại trắng đen, mình phải trở lại, mình đo lại, cố gắng cố định cái tay cho nó tốt, đừng có nhúc nhích cái tay. Tay mình nhúc nhích là nó lệch liền à. Bây giờ nếu mà không rõ thì mình lại trở lại cái E2D, đó lệch mất tiêu rồi nè. Bây giờ rồi cố gắng nha, cố gắng giữ cái tay, đừng có nhúc nhích. Đó, rồi mình cho cái này. Rồi, bây giờ cái này tôi thấy nó chưa có trùng với trục dòng chảy lắm, mình dùng gót ngón chân đi. À, gót ngón chân cho nó trùng. Đó, không được, ngược lại. Ok, được rồi. Cố gắng giữ nha. Cố gắng giữ. Trắng đen nó phải đẹp thì nó mới đẹp. Ok ha. Ừ. Ráng. Mình dừng lại, mình không cần chạy hết đâu, nó vài xung là được rồi. Đó, rồi đó. Rồi ha, đẹp rồi đó.
mình đo cái đường kính dòng chảy cho vuông góc với dòng chảy, vuông góc nhỏ hơn chút, nhỏ hơn chút, nhỏ. Ok, được rồi đó. Đấy ha. Đây là bên phải, còn bên trái thì cái mạch máu nó lớn hơn thì dòng chảy nó lớn hơn, đúng rồi. Rồi. Đã xong bệnh nhân này ha. Rồi giải quyết bệnh nhân kế tiếp. Em cầm đi. Rồi kế tiếp đi mấy bạn. Đâu rồi? Cà phê mấy em đó. Ở đây đây đây, đây. Cảm ơn. Giữa hẹp trong mạch cánh trong cái nhóm triệu chứng không có triệu chứng, người ta đang hiểu quan điểm ấy, chưa có cập nhật mới giữa trường không có thay đổi gì hết á. Bây giờ cái quan điểm điều trị nó vẫn vậy, không có thay đổi gì hết. Và thường á là cái nhóm không triệu chứng thì người ta vẫn ưu tiên nội khoa hơn, nhưng mà nếu hẹp trên 70 lớn hơn bằng 70% là người ta cũng can thiệp hết á. Ủa sao mà chạy hết rồi? Các bạn lên đi. Đâu rồi? Mấy bạn đa khoa Cần Thơ vô làm tiếp coi. Bắt mấy bạn nữa làm chứ. Dạ. Bạn bạn nào trong bệnh viện? Lên. Đâu rồi? Lên đây coi. Ngồi vô. Giáp cạnh luôn. Mình có cái vú nào không? Không có à. Tôi nói mình có cái vú nào không? Bạn Giang nói là mỗi người đều có hai cái. Đúng. Đàn ông cũng có. Rồi bây giờ mình trắng đen lại ha. Rồi. Ê, như giáp này nó có vấn đề. À, cường giáp hả? Model của giáp hả? À, thôi mình làm giáp trước đi ha. Giáp à. Mình làm giáp trước. Trắng đen này mình thấy là nó có nhân thái hóa nang nè. Rồi. Rồi. Cái này là lâm sàng là có cường giáp hả? Nếu mà làm cường giáp thì mấy bạn dùng cái gì để chẩn đoán? Đúng là cái gì? Không, mà giáp dưới tiêu chuẩn nó làm sao? Sao mà bạn biết được động mạch giáp dưới nằm đâu? Không phải, nó đi phía sau động mạch cạnh trung với ngoài nhánh đi ra, nằm phía sau. Ok, à, nằm phía sau. Rồi bây giờ mình coi giáp này nó có nốt gì nguy hiểm không. Cái này là thoái hóa thôi. Rồi có nghi ngờ gì ác tính không? Không ha. Để coi có cái nốt nào nghi ngờ không. Đi lên lại, đi lên lại, đi lên lại. Không, xuống lại một chút, xuống lại một chút. Coi dừng cảnh giác cái nốt này. Cái này chỉnh rõ này, cũng thoái hóa luôn, thoái hóa rồi. Rồi đi lên lại coi. Lên đi, lên đi, lên đi, lên đi, lên đi. Ok, cái này thoái hóa nang hết, lên nữa, lên cho hết nha, lên cho hết. Rồi không có gì ha. Liếc coi có hạch không, có hạch cổ không. Bên trái trước đi, bên 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 trái mình đang làm bên trái, kiểm tra bên trái luôn đi. Đi xuống, đi xuống, đi đi xuống đi. Đi đi xuống đi. Không có hạt nghi ngờ, nó có cái nhỏ nhỏ người dục hạt lành tính đây. Rồi cái bên 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 phải đi, bên phải đi có gì không? Đây nè, à, đi lên lại đi, hạt đó hạt lành tính nha. Rồi hạt mà bầu dục à, đường kính dưới 5 hoặc là có rốn hạch thì thông thường nó là hạt lành tính hết.
còn hạch đã tính khuynh hướng nó sẽ mất luôn hạch và nó tròn ra. Ừ, không có gì lạ hết. Ừ. Bây giờ bạn nào nói cường giáp thì bây giờ mình phải chẩn đoán cường giáp thì mình dùng màu, dùng đốm đen màu trước đi. Màu thì làm sao mình cho nó cắt dọc trước đi, cắt dọc dọc màu rồi mình cho màu vô coi sao mình biết nó cường giáp. Đúng rồi, cái thang đúc độ màu á thì thông thường kinh nghiệm tôi mình để khoảng chừng 7 thôi, chứ đừng có để đến 9, 7 cm thôi. Đó, rồi. Nó có vẻ hơi dầu tới máu đúng không? Tắt tắt màu đi, tắt màu rồi bây giờ mình làm cái động mạch giáp dưới đi em. Làm đốm len sung của nó biết không? Cái làm đốm len động mạch đó, đó nó đó, nó đó, nó đó, nó đó, đó, rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ tăng cái scale lên cho nó khỏi aliasing ha. Rồi mình làm đốm len sung nó đi. À, thôi cho vô luôn đi cho nên. Thông thường á để cho nó, tại vì mấy em thấy rằng là nếu mình làm nhiều mốt như này máy nó sẽ chậm lắm. Thì nếu mà mình thấy cái dòng chảy nó không có bị hẹp á, mình tắt luôn màu, máy nó sẽ xử lý tốt hơn nha. Mình tắt luôn màu. Rồi nhưng mà cái này á, là nó chưa có thanh điều chỉnh góc. Mình không cần cần làm cái này được. Đó. Mình cho cái cửa sổ mình nhấn angle nó tự động ra. Đúng rồi. Đó, rồi bây giờ mình chỉnh cái này trùng với cái trục dòng chảy. Hiểu không? Rồi, chỉnh đi. Đó. Nó trùng luôn rồi đó. Nó trùng luôn rồi cho nó chạy luôn. Rồi bây giờ mình tăng cái scale lên ha. Mình nhấn cái invert nè. Rồi cái mình giảm cái baseline xuống nè. Rồi cái mình tăng cái scale lên nè. Rồi cái mình trở lại trắng đen đi. Rồi cái rồi cố gắng mình đừng 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 nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, nó chui xuống ha. Đừng 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 nhúc nhích. Quá đẹp luôn, mình đo cái này thôi ha. Quá đẹp. Như vậy thì mình án chừng cái này nó là 80 nè. Thì nếu mà mình nói này cái này là nó là bệnh nhân cường giáp đó, nên là bình thường nếu mình điều trị thì nó mình sẽ coi cái PIC để theo dõi cái điều trị. Thì những cái trường hợp mà nó viêm giáp Hashimoto có thể nó cao lên, nhưng mà thường là nó không quá 65 đâu. Còn bình thường nó cỡ chừng 35 45 thôi. Cái này nó cường giáp rồi thì mình sẽ dựa vào cái này để theo dõi điều trị nữa. Giờ nó 80 mình điều trị thời gian nữa nó tụt xuống 60 70. À, thì lúc đầu mình trên trắng đen thì mình biết là cường giáp nó hồi âm kém, mà khi mình điều trị thì nó sẽ tăng cái hồi âm lên dần dần, nhiều khi là mất luôn. Nhưng mà trên cái này nè, cái này nó nhạy hơn rất là nhiều, cho nên bạn nhớ làm cái này. À. Một bên là được rồi, không cần phải hai bên đâu nha, phải trái gì được hết mà làm một bên như này là ok rồi. Nhớ nha, như vậy làm cường giáp là đừng có bao giờ quên làm cái động mạch giáp dưới này. Thì muốn tìm động mạch giáp dưới thì bạn trở lại nó cắt dọc động mạch cạnh trung đi, nó cắt dọc động mạch cạnh trung đi. Động mạch cạnh trung á, thì mình sẽ thấy rằng động mạch giáp dưới thường là nó đâm ngay sau lưng nè, có trường hợp thì nó chạy phía sau lưng á. Cái này là trên cái lát cắt ngang lại thấy rõ, nó lờ mờ thằng này nè. Đó, thì tùy thôi, nhưng mà có nhiều cái là nó chạy vuông góc mà thấy rõ ha. Mình coi cái động mạch chém dưới bên kia thì coi nó chạy hướng như nào, coi lát cắt dọc động mạch cạnh trung á. Đây nè, nó đây nè, thằng này nè, thấy không, nó đây nè, nó đó. Rồi mình dựa vào đó mình cố định lại là ok ha. Rồi bây giờ cái ca này mình làm nghiêng bên kia coi, mình có mấy bệnh nhân thôi đúng không? Nên nếu mà bạn muốn đo IMT đó thì bạn phải để cái mặt nó song song với cái mặt đồ nhỏ đó. Rồi em chuyển sang chế độ mạch máu, đúng rồi, carotid. Đó thì nếu mình làm đốt le thì mình làm cái này là cái màu nó nhạy hơn, nhưng mà nếu đo IMT á, là mình chỉnh cái đầu dò cho nó cái này nó song song, mình tăng cái gain này lên chút nè, đúng không, tăng tăng gain trắng đen lên chút thấy rõ. Và thông thường cái này thì mình nên đo
còn tự động, còn không thì mình đo chỗ dày nhất như thế nào nó cũng có ý nghĩa hết. Ok ha. Rồi nha, cạnh chung thì ok, không có gì đặc biệt phải không? Nhưng mà nên nhớ khi làm thì nếu mà nó bình thường thì nó là một cái thông số tốt, là nhớ đo cái systolic của nó. Để khi mà nó có vấn đề kia là mình đo cái systolic, mình làm cái ratio, thấy không? Rồi bây giờ mình làm cái systolic của cái thằng này đi, cạnh chung đi. Đó, khỏi. Đó. Khi mà mình cho màu vô mình để to quá cái frame nó giảm xuống lắm, mình giảm cái frame xuống này để tăng này. Đó, rồi ok ha. Rồi mình cho cái đốt sung vô. Đó, rồi chỉnh gì nữa. Bây giờ cho này vô giữa ha. Rồi cái steer. À, đúng rồi. Chỉnh steer này này. Đó. Đó. Đó, ok ha. Rồi được rồi, cái mình cho nó chạy đi. Đúng rồi. Cái này là đẹp luôn rồi ha. Rồi cái mình dừng luôn. Rồi mình cho nó ô tô đi. Ô tô nó đã đạt rồi. Mình cho cái pit nó là 100. Bệnh nhân này cường giá. Cho nên là nó tăng. Thấy chưa? À. À. Đó. Rồi. 119. Nhưng mà đó thì cường giáp thì cái này nó sẽ vọt lên trên, nó chưa điều trị nó vọt lên trên là bình thường, không có vấn đề gì hết. Thì bây giờ mình nhớ cái số này nha. Rồi, bây giờ mình đến cái cạnh trong, mình đo cái pitch của cạnh trong thì coi. Rồi. Thông thường cái cách làm mấy em là mình đi lát cắt ngang trước à, và mình lên hình dung đó. Cái này nó chia đôi, cái này là cạnh trong nè, kia cạnh ngoài, cả cái mình lùi lại một chút, lùi lại một chút, cái mình xoay xoay theo cái trục đó, nó đây, cái mình tăng cái clip này lên chút đó thì nó đây đúng không? Đó rồi mình chỉnh cho nó đúng rồi, ok hơn, đẹp hơn rồi đó ha. À, cái can này cái mình chỉnh cái tiêu màu nè. Cái nó sâu quá là cái độ nhạy màu nó kém lắm, thì mình chết cái đầu nhỏ nó phía ngoài nhìn nó phía trong đó, thì nó sẽ nhạy màu hơn. Màu này nó có hẹp hay không, màu này nó có hẹp hay không, không mình tăng lên màu này là ok rồi, thấy chưa, nó có hẹp rồi. Nếu mình đo này, đo cái pitch, đo cái xung này, cái khúc góc này nè đó, rồi mình chỉnh cái steer. Ok. Nó một trăm mấy đó, nó ná nhau à. Thì thông thường cái ratio nếu không hẹp thì nó trên là khoảng quanh quẩn một hơn một thôi, bình thường nó vậy thôi, không không có gì ghê gớm ha. Và bây giờ mình làm cái đốt sống đi. Đó, đây cái động mạch này, giáp dưới nè. Ok ha. Rất là rõ, rất là rõ. Cái này là cái thân sống nè. Cái này cái địa đệm nè. Đây hơi dịch đầu nhỏ lên chút. Đó, đây đây nè. Động mạch đốt sống này đúng không? Đằng này là C6 nè. Cái này là V1 nè, cái này V2 nè. Ok ha. Rồi, cái mình đi về gốc đi, đi về gốc và thấy gốc không, nhớ là đừng quên gốc nha. Nó bệnh ở gốc không à, đa phần là bệnh ở gốc, còn khi mà nó tắt thì nó chạy từ V1 qua V2 luôn, còn không là ở gốc. Chưa thấy rõ gốc. Cái đầu dò mình nó có lệch quá không, giờ mình chỉnh cái đầu dò đó, thấy cá không đó, thấy chưa, thấy giờ đó thì chưa, thấy chưa, thấy chưa, mình cho tí cooler vô nha. Cái này là tĩnh mạch, động mạch dưới đây nè, đây là tĩnh mạch đốt sống, động mạch nó nằm dưới đây nè, cố gắng làm cho nó rõ đi. Đó, rồi bây giờ mình coi cái bộ động mạch đốt sống nè, rồi cái mình steer nó nè, steer nó nè, ok ha, rồi cho nó chạy thử nha. Đó, đây vẫn là động mạch, cái lúc này trên là tĩnh mạch nha. Đó.
Tại vì một cái á, là mình để ý á, là nó tĩnh mạch đốt sống nhiều khi nó bự lắm, và tĩnh mạch thì nó nằm sẽ nằm ở trên nha. Và cái thứ hai là bạn để ý cái hộp màu á, hai cái thằng nó chạy ngược nhau đó. Còn trường hợp ở đây nè, nó leo lên trên nè, bạn để ý chỉnh cái đầu dò đây nè, cái tĩnh mạch leo lên trên nè, cái động mạch dưới đòn nè, cái động mạch đốt sống đây nè, đi vô đây nè, ok ha. Đó rồi, như vậy thì bạn đo cái lưu lượng tuần hoàn não sau của cái V2, đo cái V2 thì đây. Mình đo cái peak systolic á, mình muốn chính xác á, là mình để nó giữa dòng cái hộp màu đừng có cái ghép nó đừng có to quá. Còn nếu mình đo cái lưu lượng là mình bao hết thì nó mới phản ánh chính xác cái lưu lượng tuần hoàn não. Đây, đúng không? Mình lên chút đi, lên 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 một đốt được không? Trắng đen nó phải đẹp thì màu và sung và màu nó mới đẹp nha. Đây nè, rồi bạn thấy như vậy, đây là động mạch đốt sống, đây là tĩnh mạch đốt sống nè. Bạn cố gắng đo đoạn này gì đó thì cố gắng đo thử coi, cho vô cái thằng này luôn đi, cho vô đây đúng không? Đó thì cái mình tiền chút nè, ok ha. Thì cái mình mở cái ghét nó bự hơn chút, ok ha. Rồi. Đó, nó chạy nè. Nó không có vướng gì hết mà sao không có rõ nè. Nó chật cho một chút là nó chật à. Với lại là cái nó càng sâu là cái độ nhạy nó càng kém. Thì lúc đó bạn ra phía ngoài bạn nhìn vô thì nó cái động mạch đốt sống nó sẽ gần đầu dò hơn. Đó, đi ra phía ngoài bạn cứ tận từ cái hướng bên đó thì theo cái cách thứ hai tôi làm đó, thì cái động mạch đốt sống nó sẽ gần cái đầu dò hơn. Thì cái đốt lên màu đó, cái động mạch nó càng gần đầu dò thì nó càng nhạy, nó càng xa đầu dò thì càng kém nhạy. Mình cứ từ từ làm nhé. Mà cái này mình phép nhìn lên chứ đừng có không giống nhìn, giống như thiền vị không giống nhìn. Ra phía ngoài. Đó. Đây nè bạn, đo đoạn này được các bạn. Đó. Đây nè bạn, để tôi hướng dẫn một lần cho. Đây. Từ từ để cho anh là chị nằm yên. Bây giờ mình làm như thế này. Cái cách thứ nhất là bạn đứng cái đầu nhỏ đây, thấy như thế này. Cách thứ hai là đi ra ngoài vô. Nhưng mà cái này nó mờ, kiểm tra cái này là tốt, thanh toán tốt. Ok ha. Như vậy thì vấn đề là bây giờ mấy em đo
đo như vậy thì em đo cái ấy ta, em đo cái em vô em cắt lại đi, rồi mình đo cái lưu lượng tuần hoàn não sau á, tại vì cái này mình mở cái cửa sổ tối đa nè, mình đo này, em làm lại đi. Em và cắt cái mới. Ừ, em cắt lại cái mới đi, em đo cho nó làm lại. Cái khó nhất vẫn là cái động mạch đốt sống á, cố gắng cắt lại đi. À, tiếp cận theo cái hướng từ phía trước, hơi ấn đầu nhỏ xuống một chút ha. Cái chỗ này cũng ok nè, tại vì cái này C6 nè, cái này C5 này mình đo ngay đây được mà, mình tắt cái thằng này đi rồi. Rồi. Đâu, trắng đen mà nó không rõ là màu nó không có đẹp đâu. Trắng đen nó phải rõ thì màu nó mới đẹp. Đẹp đó ha. Cố gắng mình lấy nó đi. Mình bỏ lòng luôn, lấy sung luôn, lấy sung cho đó đi. Nhưng mà nếu mà đó không phải đâu, nó bị invert á, mình nhấn invert đang lên. Hơi sâu, mình chọn cái này nó đông hơn nè, chọn cái đoạn này nó đông hơn, chọn đoạn này đông hơn, dễ làm hơn, lấy đoạn này đi. Thấy chưa? Khi mà nó sâu hơn là nó kém màu hẳn lên, nó kém nhạy hẳn lên. Rồi, về cái độ nhạy á, thì sung nó sẽ nhạy hơn là màu. Cho nên nếu mà màu bạn không thấy, bạn đừng có sợ, bạn cho sung vô bạn thử nha. Và cái thứ hai nữa là nó nằm nông thì nó nhạy hơn, thành ra cái gì thấy lúc này màu màu trên tĩnh mạch nó lại rõ hơn, mà cái động mạch mình không thấy đó thì đừng có sợ. Có cách nào mình đi lên một đốt nữa không? Lên một đốt nữa. Đó, và lúc nãy là tôi hơi gan là tôi hơi hơi ấn đầu giò chút thì nó rõ hơn nha. Nông hơn thì nó dễ hơn ha, nông hơn nó dễ hơn. Khó hả? Trắng đen không rõ thì mờ sung sẽ không có đẹp, thành ra là cái trắng đen nó gọi là cái cần thiết nhất đúng không? Mình thấy rõ trắng đen thì xung với màu nó mới đẹp. Em sợ ấm lạnh. Cái này thì cái vấn đề là mình biết nó vậy rồi mà kỹ năng thôi, thôi mình làm bên trái anh và mình làm bên đồng ý không? Đó, tức là mình đang làm trên một bệnh nhân đúng không? Thì đó, cái vấn đề là cái kỹ năng. Có là nhiều khi biết sao cũng thiện làm, mình làm vuông không? Em mình làm cái đốt đa động mạch giáp dưới của bệnh nhân này đi. Ừ, con được con nó bao nhiêu? Đó, bây giờ mình làm động mạch giáp dưới bên trái nha. Đó, thì nếu mà hình dung thì nó đây nè, nó đây nè, nó chạy đây nè. Đó, đó, nó đó, ha. Đó, đó, đó. Thì cái chỗ mình ngon ăn là cái chỗ này nè. Đó. Cái nào được, cái nào được hết á. Ừ, cái này, cái mình làm là động mạch cái nào được hết. Ok, được, được. Sao đó? Chắc tôi phải đứng xa ra phần luôn. Đó, đó ha, đó ha, rồi. Rồi, bỏ.
Rồi, cái này không ai đánh rớt mình, đừng có lo nha. Cái mình Android không, bạn không xài cái đó. À, bạn Stia. Rồi cái bạn Stia này nữa, nhắn là Angle. Đó, hình dung không? À, hạn chế tối đa cái chuyện mình vặn cái nút Angle. À, bây giờ mình invert nó đi. Rồi cái mình giảm cái baseline xuống. Mình tăng giảm bớt cái scale này xuống. Tăng lên. Tăng cái gam màu lên. Ok ha. Ok, ở ra đó. Như vậy là mình nhìn là biết nó bình thường này. À, 40, đúng không? Bên kia 35 45 là cái bình thường, 35 45 là thông thường bình thường. Hả? Hai bên nó lại nhau, bên kia nãy 80, bên kia 80. Bên nhân này hả? Nhân này cùng giá. Ủa sao nó trên lệch nhau dữ ta? Bệnh nhân có một bên bị tăng bên kia. À, tại sao kỳ vậy? Có khi nào đang không 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 à. Cái cường giáp thì chính là mình vẫn dựa vào cái xét nghiệm mà đúng rồi, T3, T4, nhưng mà như vậy thì cũng hơi lạ ha. Như vậy hơi lạ đó, hơi lạ đó. Thông thường mình đo một bên nên không cần đo hai bên đâu. À. Bên kia nó lên thẳng á. Rồi, cái này là BT rồi. À. Biết BT không? Biết BT không? BT là bó tay á, không hiểu. Thôi rồi thôi mình khỏi bàn luận nữa, bây giờ vấn đề mình tập trung chuyên môn học đi. Rồi bây giờ tắt lần này đi rồi. Rồi bây giờ mình làm cái động mạch cạnh trong của bệnh nhân này coi. Ok ha. Mình làm cái cạnh chung và cạnh trong nha. Rồi, tốt nhất là mình cho cái díp nó vừa phải thôi. Ok ha, mình chuyển đây carotid rồi. Mình làm cái xung của cạnh trong, cạnh chung đi. Cái hộp màu này chưa đúng đúng không? Ha. Đó. Để vừa vừa thôi cho nó nhạy màu hơn. Đừng có để nó nghiêng quá, nó không có nhạy màu đâu. Bây giờ mình steer cái này nè. À, tại vì cái đó, cái hộp màu nó chỉ cần biết hướng dòng chảy thôi. Đó. Còn cái này nó mới quan trọng nè. Cho nó chảy. Nó bao nhiêu? Cho nó auto đi. Thì cái này 120 mấy, 120 thì đó, nó sẽ hai bên nó sẽ hơi chênh lệch nhau một chút nhưng mà thường nó không quá 20. À, cái thứ hai nữa, cái này nó trên cái ngưỡng 125 nè, thấy chưa? Nhưng mà mình đừng có lấy cái này mình chỉnh nói người ta hẹp, vì cường giáp thì nó tăng. Không, ok ha. Bây giờ mình biết 125 rồi, bây giờ mình đến cái động mạch cạnh trong của bệnh nhân coi ha. Có. Không, không có. Nó bị artefact, mình cho tí màu vô kiểm tra liền, thấy không, nó bị artefact không. Rồi mình đi lên đó, cái thằng này, cái động mạch này, động mạch này. Rồi cái này hình như hơi cao hả, còn mấy em đưa toàn toán khó đây nè. Rồi cái cạnh trong nó ra nè, thấy chưa? Rồi thì cái này nó cao quá, nhưng mà cái này mình đi ra sau mình sẽ thấy được. Ừ, đi ra sau mình sẽ thấy được, ok ha. Cái này hình như là cạnh ngoài đó, như cạnh ngoài đó, sờ cạnh ngoài đó em. Cái này tôi nghĩ là cạnh ngoài đó em, đưa đầu dò ra ngoài nữa nó mới là cạnh trong đó. Thử nha, thử nha, rồi nha. Bây giờ mình cứ thử coi nó là cái gì ha, không biết cạnh trong hay cạnh ngoài nha. Rồi bây giờ mình chơi cái này cho nhảy màu hơn nè, tăng cái này lên chút nè, đúng không? Mình cho cái xung vô đi ha, ở đây ha. Rồi mình cho nó chạy từ đây cạnh trong, ngay cạnh trong, ok ha. Ok. Rồi đốt sóng mình đó làm chưa? Chưa. Đó, làm đốt sóng mình đó đi. Đó, bên này to nè, nhìn về góc đi. Cái quan trọng nhất là đừng có quên ngày hôm nay là phải đi về gốc, đúng không? Tại vì cái bệnh lý nó nằm hết ở gốc á, cho nên phải đi về gốc. Rồi.
là m đây nè, đúng không? Rồi mình trapezoid thì con có thấy khá hơn không? Ủa cái này sao nó không ra có mà nó, cái này sao nó không quay ra ta? Quay vô cái đầu dò, chọn cái đầu dò. Đầu dò rồi. Cái carotid rồi mà nó không có bao nhiêu hết. Cái này phải tụt thuộc với tiền. Máy nó mắc tiền hơn thì cái quay nó rộng hơn. Không thiệt mà. Cái nó rộng hơn. Tức là cái góc mở đó, nó rộng hơn. Không? Rồi thôi không cần nữa nè. Thôi mình thấy. Đây đây mình cho cái. Ừ, mình cố gắng mình đưa hết cỡ rồi đó hả? Mình cho bệnh nhân nằm xích lên trên chút cho nó hơi ngửa ra nữa. Ừ. Càng ngửa ra càng tốt ha. Rồi đó đúng rồi. À, đúng rồi, càng nghiêng càng tốt, càng nghiêng càng tốt. Đó. Thôi mình đã cái này là hết vỏ rồi ha. Bây giờ mình thử màu nó nha. Thử màu. Ok, có vẻ tốt đó ha. Rồi cho thằng này vô mình chỉnh. Ok ha. Xong rồi. Đúng đó hả? Ok cho nó chạy đi. Ok mà, thấy chưa? Cái này nó rồi chừng 70 mấy ha. Để cái mình làm cái V2 đi. V2 của nó được rồi. Ừ. Cho đi 75 đi, để nhớ ha. Đây đây V2 của mình. Ê ở đây nè, ở đây, nhưng mà bây giờ mình làm trắng đen cho nó rõ đi. À. Đây, mình cố gắng làm nó càng nông càng tốt, mình chọn chỗ này nha, chỗ nông nè, rồi mình tăng cái này lên, rõ nè, tĩnh mạch ở trên nè, tĩnh mạch đây, động mạch đây, đồng ý không? Rồi, mình cho xung qua đó đi. Rồi, mình steer này nè, xung này là chưa đúng đúng không? Mình steer ngược lại đúng không? Steer ngược lại này đúng không? Đồng ý không? Đồng ý ha, đây nè. Đó, cỡ này. Rồi xong rồi cái mình mở cái gate lên. Đó, ok ha. Đó, cỡ này. Rồi mình cho nó chạy. Mình invert lên. Mình tắt cái tự động đi. Rồi. Bây giờ mình đo em gì đó em Giang đâu rồi mình đo ra chọn cái đi đó rồi mình 2 đến 3 bước 3 cái đúng rồi hai cái ok ừ ô bạn Giang ơi giảm gen gì gen này xuống rồi đo lại coi đó ừ đúng rồi. Ok. Đẹp rồi đó. Thấy chưa? Đó. Ok. Đo vuông góc ha. Thấy chưa? Bên nó to như gà mái. Nhưng mà nên nhớ rằng là bệnh nhân này cường giáp cho nên lưu lượng nó sẽ tăng hơn bình thường. Lưu lượng nó sẽ tăng hơn bình thường do bệnh nhân cường giáp nó một bên nó 200 mấy nữa đó. Thấy chưa? Ừ. Thì bình thường nhưng mà bình thường người bình thường á, lưu lượng tim bình thường hai bên cộng lại nó 200 mà. Nhưng mà như vậy thì suy ra là những bệnh nhân suy tim mà nhiều khi cái mạch máu động mạch đốt sống nó hơi nhỏ là người ta suy tim là cũng có thể thiếu máu tuần hoàn nào sao, tại vì cái cung lượng tim nó giảm đó thì mấy cái dòng chảy này nó vận tốc nó giảm thì cung lượng nó lưu lượng máu lên não nó cũng giảm. Điều trị suy tim nó còn không thấy cái tim khác đấy đúng không chứ đâu có cách nào. Thì đó, nó giảm thì bây giờ bạn tăng lên nhưng mà vấn đề là mạch máu nó không hẹp thì bạn chỉ có cái thay cái tim thôi chứ làm sao mà ý được. Đúng không? Bạn đồng ý không? Tức là bạn phải điều trị cái suy tim, bạn điều trị cái suy tim thì nó sẽ cải thiện cái tuần hoàn não. Còn nếu mà bây giờ, đó bạn kiểm tra là nếu bạn hẹp thì bạn mới điều trị được, còn không hẹp thì thông thường cái này người ta đặt stent thôi. Cái này người ta cũng làm đặt stent. Được, điều trị được. Dạ thầy cho em hỏi trong quá trình mình làm nếu mà nhỏ hơn 100 thì mình cũng kết luận trên cái kết quả siêu âm luôn là giảm lưu lượng đó. Đúng rồi, nếu mình làm đúng chuẩn như là mấy em có quyền kết luận là cái giảm lưu lượng tuần hoàn não sau. Dạ. Ừ. Đó là một cái thông tin tham khảo á,
Thì nó có một số người bị Alzheimer, Parkinson này nọ là cái lưu lượng tuần hoàn nào sau nó giảm hẳn rõ. Thì cái đó thì mình nên nên kết hợp với lâm sàng để cho ấy. Còn nếu mà trường hợp mà nó suy tim thì chịu thua thôi, em đâu có làm gì đâu. Mình đo cái này nhưng mà mình ghi nhận là nó không có hẹp. Đúng không? Còn đó ví dụ như có hẹp, ví dụ như cái trường hợp lúc nãy nó có hẹp nhưng mà hẹp nhiều thì nó cũng không ảnh hưởng lưu lượng. Thật ra nếu mà được thì mình trả lời hết cho người ta. Đó, nhưng mà nó nếu mà bạn muốn đo lưu lượng thì bạn làm chuẩn như vậy thì ok. Đồng ý không? Ok ha. Rồi xong rồi chị, cảm ơn chị. Còn mình nhân làm nữa không? Có đưa giấy rồi chị. Em thấy đo cái lưu lượng này là giống giống như là khi em mà làm cái lưu lượng của những người mà chạy thận, lọc thận, lọc thận này. Ừ. Dạ, mình có bệnh nhân lọc thận không? Đúng rồi, cái này là y chang như là cái lọc thận á. Thì cái bài mà đo đó đó thì mấy em lên trên cái trang web của Trung tâm Đào tạo Nhân lực sau đại học hoặc là lên trên mạng á, lấy bài của tôi về là nó có cái bài đó, đo cái AVF thì mình phải đo trước cái chỗ mà nó bài ấy là khoảng 2 cm, nó cách miệng nối, chứ còn tại miệng nối nó rối, dòng nó rối, nó không chính xác. À, đo cái động mạch đến á, đo mạch đến á, đo động mạch đến nó mới chính xác. Rồi phải coi có hiệu chứng cướp máu không. Rồi nhiều khi nó cái khi mà như vậy á thì một số là nó cướp máu từ cái vòng nối của cái bàn tay, nó cướp máu ngược lại thì lúc đó nó chạy ngược lại, bệnh nhân là sẽ có triệu chứng thiếu máu. Thì cái đó mình phải chẩn đoán luôn. Cái bài trên mạng tôi viết kỹ lắm. Đúng rồi, tức là đối với lưu lượng dòng chảy là mình phải đo bao trùm cái cửa sổ, phải bao trùm bắt buộc. Có bệnh nhân lọc thận mấy em đưa lên làm luôn. Dạ để em hỏi thầy có. Tại vì lúc mà em làm cũng có, thầy không có bài bản chỉ được chỉ giống như vậy. Thì lúc đó là em không phải đo, em chưa. Đó, em làm như này mới đúng đó. Em làm như này nó mới đúng chuẩn đó. À. Đúng rồi. Ừ. Nó có đó, trên bài nó có đầy đủ, ở trên bài, ở trên mạng có đủ. Để tôi coi cái bài đó là không, tôi không có đưa lên, mấy em nó đưa lên trên YouTube á. Đúng rồi, bài động mạch thận á. Đúng rồi, ví dụ như trời ơi, mấy cái đó nó tầm bậy á, nó lấy bây giờ lần sau mình tra cứu YouTube nè, siêu âm của thầy chồng đó, không biết, gõ tên tôi. Đây nè, bây giờ em vô cái nào để mở nó ra. Đây, vô đây nè. Em vô cái trang của chẩn đoán ảnh xong các em không tìm thấy. Mấy cái ca mà chạy lọc cộng mà nhiều năm nó thầy, cái mạch máu nó phình quá, nó uống lượng nó thầy, ca mấy ca nó đây đây nè, lớp nè, IVF mười quan trọng. Dạ. Thấy chưa? Dạ, dạ, em chưa tìm thấy cái này. Dạ. Thấy chưa? Dạ, giờ để em tìm lại. Trời ơi, trời ơi. Ôi ơi. Gặp lại các bác sĩ trong chuỗi chương trình đào tạo trực đó, xô mạch máu từ cơ bản đến nâng cao. Học cùng healthcare tổ chức. Nghe chưa? Dạ. Rồi. Về xô Doppler, một số bệnh lý mạch máu.
sẽ diễn ra vào ngày 8 và ngày 10 đó. Bài nó đủ á, mấy em lấy bài đó về là học. Rồi bây giờ mấy bạn phải làm tiếp chứ mấy giờ rồi? Còn sớm rồi. Bây giờ bạn nào cần làm giáp lên nằm. Bạn nào cần làm vú lên nằm. Vú đi đuổi hết mấy đứa con trai ra cho nó phía sau. Rồi mình che lại làm. Còn làm giáp thì bạn nằm. Lên nằm đi mấy bạn. Lên nằm đi, bạn nào kiểm tra giáp lên nằm. Cần làm mạch máu lên nằm luôn, mấy bạn phải làm chứ còn tôi xuống rồi dậy mấy bạn rồi tôi về chứ tôi ở đâu ở đây mấy bạn được. Được chưa? Mấy bạn lên đây. Lên nằm đi. Giáp là con gái bị nhiều đó. Mấy bạn này lên nằm. Bạn này lên nằm. Bạn này lên nằm, một bạn khác làm. Rồi. Lên nằm đi, tôi chỉ định luôn. Làm giáp nha. Rồi. Bạn nào lên làm? Mấy bạn ở đâu? Mấy bệnh viện lên 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 đây. Lên làm, mấy bạn ở đây lên làm coi. Làm cái giáp bằng này coi, nằm xuống đi. Rồi tôi sẽ ngồi đúng bên cạnh tôi coi. Rồi nha, bây giờ mình làm tiếng giáp. Làm xích lên chút coi. Làm xích lên một chút, càng ngửa càng tốt. Ok, rồi, đúng rồi. Thấy không, làm cái cần cổ này hơi bị ngon á. Cần cổ mấy ông là nó ngắn lắm, thấy không. Mình cho tí giấy cho nó khỏi ướt cổ em. Đó, thấy chưa? À, đi về góc đi. Đó, rồi đi lên trên, đi lên trên, đi lên trên, đi lên trên. Rồi, tăng cái điếp lên chút. Đó, rồi. Đi xuống đi. Xoay nó cắt dọc. Coi lại nó cắt ngang là như nó có một cái nhân thế đó này. Có một cái nhìn thôi nè. Nó là mờ. Đó, xoay dọc phải đi. Đó. Đúng không? Dạ, chút xíu, nào. Xíu rồi nó có mấy ly à ha? Thôi. Coi cái eo rồi coi qua bên kia. Rồi. Coi qua bên kia. Rồi đi lên bình thường ha, cái này không có gì đặc biệt. Cái cường giáp thì các bạn nên nhớ là màu nó không có, nó đúng rồi, động mạch giáp dưới đó. Rồi mấy bạn muốn thích làm gì thì làm. Mình kiểm tra cái động mạch cảnh bệnh nhân này thử coi, carotid mình coi cảnh nơi đốt sống rồi coi. Cho cái cạnh trung vô giữa cái màn hình. Đúng rồi. Rồi đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Đi lên, đi lên, đi lên. Đi lên, đi lên. Rồi, đó ra, đó chia đôi. Thế nó đẹp không? Rồi, nếu mình quét mà làm nhanh, biết cái này nó bình thường hết. Thấy chưa? Từ dưới lên, tại vì nó có mảng bên nào nó dày, bên nào mình nhìn thấy hết trên lá cắt ngang này. Đó. Đó, cái động mạch giáp dưới đó, thấy chưa? Đó. Còn. Đó. Được nè. Được nè. Ok ha, cho vậy đi. Như vậy là mình nhìn đây mình biết nè, có khoảng bao nhiêu, 120 mấy.
ta còn trẻ nó đẹp không, đúng không? Đó, rồi nói rằng là khi người ta già thì nó tệ hại như thế nào ha. Vấn đề là nó khổ như vậy đó, khi người ta còn trẻ. Nhưng mà còn trẻ thì không có kinh nghiệm, đến khi già rồi thì người ta cho về hưu đó. Và muốn cho có kinh nghiệm thì cũng xương máu, đúng không? Chẳng có ai mà coi như là quá đẹp luôn không? Đây nè, mình coi cái pit nó bình thường như vậy là bình thường, pit nó cỡ 100% là bình thường đúng không? Đó, như vậy là cái này khoảng 100, cái kia 120 mấy thì coi như nó cái ratio nó khoảng 1 đúng không? Khi qua chỗ hẹp thì mấy cái ca mình trong bài đó mình thấy nó trên lệch hẳn nhau. Khi mà mình làm cái động mạch sống thì cái động mạch động mạch cảnh nó sống thì cái động mạch cảnh ngoài mình quan sát chứ không có bệnh lý gì mình khỏi ghi nhận thì không quan trọng. Tôi làm á, thông thường á, trên lá cắt ngang mà tôi thấy cảnh ngoài nó ok hết là tôi không đo rồi. Bởi vì vấn đề là mình đang chẩn đoán bệnh lý lên não, cho nên cảnh ngoài mà tôi lấy trên lá cắt ngang mà bình thường không bao giờ tôi đo hết. Đó, nhưng mà cái cảnh chung là luôn luôn mình đo một vị trí, rồi cái cảnh trong mình phải đo một vị trí, cái đoạn mà qua cái phần nữa nó thành mặt song song mình đo đó, và trong báo cáo mình phải có hai cái đó, như người ta có hai hay không mình phải có hai cái đó. Đó, còn được đó thì mình làm thêm cái CIMT đo cái kết hợp nội dung mạc. Ba nha, mình phải chỉnh cái này trước nè, ok ha. Đó, rồi, ok rồi các bạn ơi. Như vậy là khoảng cái này hai bên nó cũng đó khoảng trăm mấy à, bình thường ha. Đó, nhưng mà khi mà cái mạch máu mà nó chênh lệch về kích thước thì nó sẽ chênh lệch về cái vận tốc, thì lúc đó cái mạch máu nào nó bự hơn thì vận tốc nó cao hơn đó. Ồ đẹp quá trời ha, mấy cái cần cổ mà nó dài dài làm sướng lắm, mà cái chỗ mà cái kia đó, chứ còn mấy cái cần cổ ngắn là nhiều khi cũng chịu thua thôi. Lúc đó mình dùng cái đầu dò con vét coi được bao nhiêu không ạ, vì cái con vét nó mở rộng hơn dễ coi hơn. Cái này chưa đẹp nè, đồng ý không? À, mình cứ cho cái cho nó đó. Thì một trong những cái là nếu mà nó không có trên lệch nhiều thì mình chỉnh gót ngón chân, đúng không? Còn không thì cái này mình steer. Đó, ok ha. Đó. Ok, rồi. Xong, bằng này xong. Rồi, nhú nháp nào nữa lên. Nháp, lên tiếp. Rồi bạn nào hay làm luôn đi, tôi đứng bên cạnh thôi. Cho mà làm cái này trước đi, có bệnh nhân nè. Rồi nha, bây giờ với cái này thì để tôi coi bệnh nhân này. Mình lúc nào hồi nào anh làm mấy cái cầu rồi anh? Không, một cái đầu tiên. Một cái đầu tiên, mấy cái chỗ này là người ta truyền im. Dạ đầu tiên á, để đây coi cái cầu nó hoạt động tốt á, là bạn phải rờ rung miêu. Nhà có nuôi mèo không? Có rờ mèo chưa? Rờ mèo thấy nó rung rung, gọi là rung miêu. Rung miêu mình ngập trong cái gì? Hẹp van hai lá. Mình rờ rung miêu, đúng không? Thì cái này mình sẽ rờ như này. Mình thấy nó y chang như mình rờ con mèo, nó là ok. Rờ đi. Mấy bạn rờ đi. Đó, không có đời nó như này nha, mình phải ôm như này nè. Đồng ý không? Đó. Thì đầu tiên tôi là luôn luôn là tôi siêu tay trước khi siêu âm. Rồi bởi vì mấy cái đau bụng cấp á, là mình rờ, nếu mình quen lâm sàng á là mình thấy cái bụng nó là ngoại khoa là bạn phải tìm cho ra. Viêm ruột thừa, thủng đặng rỗng là mình chẩn đoán được hết, rờ trước rồi sau đó. Nếu mà rờ rồi mình thấy bụng ngoại khoa mình siêu âm không ra thì phải cho người ta đi làm CT. Bởi nhiều cái ví dụ ruột thừa xong anh tràn ruột thừa nó bị cái này cái kia che lấp, đừng có chủ quan chẩn đoán. Rồi cái thứ hai mình rờ ha. Rồi bây giờ cái cầu nối nó là như nào, cái người ta do cái
người ta phải có cái áp lực máu đủ để qua cái máy nó lọc thận. Thì khi nếu bạn cắm vô động mạch thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên người ta sẽ làm một cái chỗ lai giữa cái động mạch quay và cái tĩnh mạch. Cái này á, là mình có cái này là basilic, cái này là cephalic, là đầu, để quay và đầu nó trở về, làm một cái chỗ nối nhân, một cái chỗ rò nhân tạo, do nhân tạo giữa động và tĩnh mạch. Rồi như vậy thì cái nhiệm vụ của mình á là phải đo cái lưu lượng dòng chảy đến. Vì nếu mà cái chỗ này mà nó rộng quá là bệnh nhân sẽ suy tim. Có một cái chỗ dò thì tim nó phải bóp nhiều thì bệnh nhân sẽ suy tim. Nhưng mà cái này nó phải áp lực đủ mạnh để cho nó lọc thận, đúng không? Mấy bạn lên mạng, lên trên mạng lấy bài của tôi về học ha. Thì nó có nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà tôi không có được hưởng đồng nào từ cái YouTube ấy. Toàn là người ta đưa lên người ta lấy tiền không mà bây giờ. Bây giờ mình cái Doppler arterio được rồi. Arterio được. Luôn luôn mình thực hiện nó cắt ngang nha. Rồi cái đây nè, mình điều chỉnh cái điếp nè. Điều chỉnh cái điếp nè. Thấy không? Rồi. Đó. Thì bạn sẽ hình dung nè. Cái động mạch là nó đập đập. Cái tĩnh mạch đó, mình đè nó, cái nước nó xẹp. Đấy chưa? Rồi bây giờ mình cho tí màu vô để xác định nè. Đó. Rồi. Thì cái này nó cho qua dòng chảy nó qua này aliasing rồi bạn đi xuống nè. Bạn đi xuống là đi cái chỗ mà người ta nối. Là cái miệng nối đó. À. Mình cho tí màu vô. Rồi. Thì nếu bạn làm ngay cái miệng nối á thì cái dòng chảy nó rất là rối. Cho nên là mình sẽ xoay cái lá cắt dọc nè. Đó. Ở đây là cái chỗ nối nè. Đúng không? Bạn sẽ đo cái lưu lượng dòng chảy phía trước nó. Đúng rồi, người ta nói trước 2 cm mình án chừng thôi. Cái đầu dò này mình án chừng nó khoảng giữa này nè. Đo nó. Thì cái miệng nối cái này thì mình đo đây, mình cho màu vô. Đó. Đồng ý không? Mình cho cái này nó nhỏ. Nhỏ lại. Ok ha. Nhỏ lại. Rồi. Rồi khoan, bây giờ cái góc steer bên cái này nó đúng hơn nè. Đó. Rồi giảm cái gen màu xuống, gen dư gen màu quá. Mình cứ từ từ mình làm cái hình nó càng đẹp thì mình làm nó càng chính xác. Đó, mình cho cái thằng này vô. Rồi mình đo lưu lượng rồi mình mở cái thằng này hết cỡ nè. Đó, rồi cái mình đó rồi những cái đo nè, calip nè. Đó rồi buổi sau cái này nó không có ra, chắc mình phải chọn cái mốt của động mạch cảnh đi, chọn lại cái đó thôi, hiểu không? Đó, mình chọn cái mốt động mạch cảnh nó có, nó mốt có cái đồ đó. Đó rồi ha. Rồi mình đây nè ha. Giang đo dùng cái này cái đó giảm đi đó. Đó. Đó đúng rồi đó. Đó. Đúng rồi. Đó. Đó. Hơi cao. Ừ. Đó, nó ra cái cơ sở đó, mình đo cái đường kính. Đó, đo cái dòng chảy. Đó, ok. 400 mấy là ok, trên 400 là ok ha. Đó, mình sẽ đo nhẹ nha. Đó. Rồi, chưa hết. Đó là cái thứ nhất mình đo. Cái thứ hai là mình phải đi nhớ là cái lưu lượng mà nó cao quá là bệnh nhân sẽ bị suy tim. Nó không phải là hẳn là tốt đâu. Và cái thứ hai nữa, mình coi cái động mạch mà động mạch cái dòng tới của cái động mạch quay đó là nó hướng về lòng bàn tay á, coi cái dòng chảy nó chạy về lòng bàn tay hay chạy ngược lại, nó gọi là hội chứng cướp máu đó. Đây nè, mà đưa tăng cái gen màu, tăng gen trắng đen
Cái này nó bị cướp máu nè. Cái dòng này nó đang chuyển ngược nè. Nhưng mà bệnh nhân thông thường người ta sẽ chọn bên tay không thuận này nè. Tại vì để cái tay nó không còn sử dụng được nhiều. Và bây giờ này nè. Cái gì nè. Thấy cái dòng chuyển ngược chưa? Đó, đây là có bị hình tượng cướp máu nè. Nhưng mà bây giờ mình phải đành chấp nhận thôi. Đó là được cái này nhiều khi nó bị cái kia thôi. Đó. Rồi cái mình chuyển cái này nè. À đúng rồi. Phần tay trái thì người ta đặt tay phải, phần tay phải người ta đặt tay trái. Hiểu ý không? Để cái tay chân người ta còn làm việc. Đây là nó đang bị cướp máu nè. Cái dòng chảy này chạy ngược về đó. Hình dung được không? Đó là cái này. Đó, cái dòng này. Đúng là nó phải chạy. Cái này đúng là nó phải màu đỏ. Nó phải chạy về cái lòng bàn tay. Nó chạy ngược lại. Hiểu chưa? Rồi chưa hết hả? Một cái nữa là con có biến chứng không? Thì là nó có huyết khối thì từng là trở về hoặc bị phình từng là trở về không? Đây là cái từng là trở về là cái thằng này nè. Đâu? Thì cái biến chứng hay gặp nhất là nó bị phình nè. Đó, nó phình nè. Và huyết khối. Thì bây giờ mình sẽ giảm cái scale xuống cho nó đỡ anh đi ha. Vậy sẽ mình chỉnh cái này theo cái dòng chảy của nó này. Đó, bây giờ. Giảm bớt cái scale xuống, giảm bớt scale xuống. Đó. Cái đầu nói này tương đối ok nè, thấy chưa? Nó không có bị nó không bị hết khối nè. Đó, đây nè. Đây nè. Nó hơi dày lên là bệnh là không có vấn đề gì nha. Đó. Đấy, có nhiều ca nó hết khối nó tắt luôn á. Đó, đây là để. Còn nó hơi phình lên là ok. Đây là chỗ này nó phình dài được 300. Đó, bây giờ đó, thành ra nó cái thành này nó hơi dày nữa nè, ha, đó. Đúng rồi, chấp nhận thôi. À, bây giờ nó hư thì người ta bỏ làm cái khác, làm lại gần, rồi xong bên này cái làm qua bên tay thuận luôn, mình coi như là kết thúc, hả? À, hai bên ha. Nhưng mà người ta sẽ làm bên không thuận trước để cái bên thuận người ta làm việc, đó. Ok ha, rồi bây giờ em làm đi. Giờ đến phiên em làm, anh